từ ngày 1 tháng 7 nhiều người phải đóng thuế thu nhập cá nhân do tăng lương cơ sở Quỳnh nga từ mc xinh đẹp của VTV với thành tích học tập khủng đến giám đốc quốc gia Match Universe Việt Nam Huỳnh Như nhận vinh dự đặc biệt từ FIFA cô gái vàng của thể thao Việt Nam Huỳnh Như là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây đặc biệt là với những khán giả dành tình yêu, sự quan tâm cho các bóng hồng trên sân cỏ. Không chỉ thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như các câu lạc bộ, gần đây Huỳnh Như còn thi đấu tỏa sáng, khuấy đảo tại trời Âu. Cô chính là nữ cầu thủ xuất ngoại thành công nhất của bóng đá Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Trước thềm World Cup nữ 2023, Huỳnh Như đã nhận được vinh dự đặc biệt từ FIFA. Đó là gì? Chúng tôi sẽ đề cập đến trong tiêu điểm tuần này Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cập nhật từ quý vị những thông tin mới nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đang theo dõi bản tin cuối tuần của tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình. Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tháng 7 tới, lương cơ sở tăng từ mức 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tương đương tăng 20,8%, thu nhập của người hưởng lương tăng theo. Nhiều người đóng thuế thu nhập cá nhân tăng theo lương cơ bản này. Hiện nay, sau khi bỏ khoản giảm trừ, người dân phải đóng thuế thu nhập cá nhân trên số thu nhập thực tế còn lại. Các khoản giảm trừ bao gồm giảm trừ gia cảnh, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Người làm công an lương có thu nhập từ 11 triệu đồng một tháng trở lên phải đóng góp thuế và mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 4 triệu đồng một tháng. Như vậy, sau khi tăng lương cơ sở, những người có thu nhập vượt mức 11 triệu đồng một tháng không giảm trừ gia cảnh, bắt đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân những người ở bậc thuế trên căn cứ vào thu nhập thực tế để áp mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Theo Bộ Nội vụ, có 9 nhóm đối tượng được tăng lương bao gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện, cán bộ công chức cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân, công an thuộc Công an Nhân dân và người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Như vậy, chỉ nhóm đối tượng này sẽ căn cứ trên mức thu nhập thực nhận để tính tỷ lệ đóng thuế thu nhập cá nhân. Thông tin Quỳnh Nga trở thành giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhân sắc Vậy biên tập viên Quỳnh Nga là ai? Người có ảnh hưởng đến xã hội như thế nào để có thể ngồi vào chức vụ danh giá này? Người đẹp sinh năm 1995 không phải là cái tên xa lạ với những fan cứng của những cuộc thi nhan sắc trong nước. Quỳnh Nga từng lọt top 10 Miss World Việt Nam 2019. Trước đó, người đẹp từng tham dự Á khôi sinh viên Việt Nam 2017, Hoa khôi tài năng của Duyên dáng Ngoại thương 2015, cùng một số cuộc thi cấp trưởng khác. Đề cập đến lý do không thi Miss Charm 2023, Quỳnh Nga cho hay: "Đây là một quyết định khá nhiều cảm xúc với tôi vì nó không chỉ kết thúc hành trình với Miss mà còn kết thúc hành trình trải nghiệm với các cuộc thi sắc đẹp. Tại chung kết Miss Charm 2023, Quỳnh Nga đảm nhận vị trí MC cùng MC Phương Mai. Ngoài thành tích khủng tại các cuộc thi nhan sắc, giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô là sinh viên đạt thành tích cao của Đại học Ngoại thương, thành phố Hồ Chí Minh." Quỳnh Nga từng là một trong ba sinh viên nhận được học bổng trị giá 6.000 đô la Mỹ, khoảng 138 triệu đồng tại Israel. Người đẹp sinh năm 1995, tốt nghiệp đại học ngoại thương, có trình độ ngoại ngữ tốt với điểm IELTS đạt 7.5. Hiện tại, Quỳnh Nga đang công tác ở trung tâm tin tức VTV24 của đài truyền hình Việt Nam, phụ trách tin tức văn hóa, đặc biệt là mạng quốc tế. Cô từng dẫn các chương trình như Truyền động 24 giờ, Cặp lá yêu thương, Việc tử tế. Với tư cách là giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam vừa được bổ nhiệm, Quỳnh Nga bày tỏ niềm vui và vinh dự. Tôi muốn dành một chút thời gian để ghi nhận sự công hiến của chủ sở hữu giấy phép trước đó Unicov, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã xây dựng nền tảng rất tốt cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Tôi cam kết xây dựng trên nền tảng này và tiến xa hơn nữa. Khi chúng ta tiến về phía trước, tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc thi không chỉ là vẻ đẹp hình thể, đó là về việc trao quyền cho phụ nữ từ mọi tầng lớp xã hội truyền cảm hứng để họ trở thành con người tốt nhất của mình và tạo ra tác động tích cực đến thế giới. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một nền tảng nơi phụ nữ có thể thể hiện trí thông minh, tài năng và niềm đam mê tạo nên sự khác biệt của mình. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ tiếp theo, mơ ước lớn, đặt mục tiêu và đạt được chúng, Quỳnh Nga bày tỏ. Trên trái đất tồn tại một quốc gia mà ở đó, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, bạn sẽ được tham gia những hoạt động trên đường băng, dưới nước nóng đến ngắm nhìn dung nhan núi lửa. Iceland chính là quốc gia đáp ứng tất cả những điều đó. Sự kết hợp độc đáo giữa hai nguyên tố tự nhiên là điểm nhấn thu hút khách trên khắp địa cầu. Nằm trên vành đai Bắc Cực, Iceland được hình thành bởi những núi lửa thuộc một dạng núi lửa ngầm dưới biển đang hoạt động. Chính nhờ vị trí địa lý vô cùng đặc biệt này mà Iceland vừa có những núi băng, sông băng hùng vĩ vừa được sưởi ấm bởi nhiều núi lửa, suối nước nóng và nguồn địa nhiệt khổng lồ do nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương. Vùng đất của lửa và băng dù chỉ rộng 103.000 km vuông nhưng lại có không ít những điều thú vị nếu chân du khách. Đầu tiên phải kể đến thủ đô nghìn năm tuổi Reykjavik hay còn gọi là Vịnh Khói Sương. Nơi đây không có những tòa nhà đổ sộ, kiến trúc tráng lệ mà chỉ toàn những điều nhỏ xinh, giản dị nhưng lại rất mơ màng, xen lẫn trước cổ kính. Rời khỏi thủ đô, du khách ngay lập tức bị choáng ngợp trước cảnh hùng vĩ của khu vực Vũng Lam, hồ nước nóng ngoạn mục nhất băng đảo. Giữa mênh mông đất đen nham thạch, hiện lên một hồ nhỏ màu xanh ngọc với vô vàn tia nước ấm thiên nhiên. Ngoài đặc sản băng tuyết, nơi đây còn có vô vàn thác nước tuyệt đẹp. Nếu đến đây vào mùa hè, cách tốt nhất để khám phá vùng đất xinh đẹp này là thuê xe tự lái theo cung đường Ring Road. Du khách có thể cắm chạy, đạp xe và tận hưởng sự kỳ vĩ của thiên nhiên khi đứng dưới những thác nước đổ xuống từ những vách đá. Theo văn bản cập nhật ngày 24 tháng 2, Ban tổ chức SEA Games 32 đã chính thức xác nhận quy định về độ tuổi cầu thủ thi đấu môn bóng đá. Ở môn bóng đá nam, các cầu thủ tham dự phải có độ tuổi dưới 22, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 trở về sau. Trong khi đó, môn bóng đá nữ tiếp tục không giới hạn độ tuổi giống như các kỳ SEA Games trước đó. Về danh sách đăng ký, ban tổ chức cũng quy định các quốc gia tham dự cần gửi danh sách đăng ký sơ bộ gồm tối đa 50 cầu thủ trong đó tối thiểu phải có 3 thủ môn, với hạn muộn nhất là ngày 13 tháng 3 năm 2023, danh sách đăng ký chính thức gồm tối đa 20 cầu thủ sẽ được chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra vào thời điểm một ngày trước ngày thi đấu đầu tiên. Theo kế hoạch, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5 năm 2023. Môn bóng đá nữ được tổ chức từ ngày mùng 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 để chuẩn bị cho SEA Games 32 nói riêng và các mục tiêu trọng điểm khác trong năm 2023 nói chung, đội tuyển U-22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đợt hội quân đầu tiên vào tháng 3 tới. Ở kỳ SEA Games 32, đội tuyển U-22 Việt Nam và tân huấn luyện viên Philippe Choussier có nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng bóng đá nam, thành quả mà người tiền nhiệm Park Hang-seo để lại. Trong khi đó, những cô gái vàng Việt Nam sẽ cùng người thầy Mai Đức Trung khẳng định vị thế tại khu vực trong hành trình tiến tới lần thứ tư liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nữ. Mới đây, trên trang fanpage chính thức của FIFA dành cho World Cup bóng đá nữ đã đăng tải hình ảnh 8 cầu thủ đại diện cho 8 đội tuyển lần đầu tham dự World Cup nữ 2023. Đang chú ý, tiền đạo Huỳnh như đã được FIFA lựa chọn để đại diện cho Việt Nam sánh vai cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới. World Cup nữ 2023 đã xác định 32 đội tuyển tham dự. Đội tuyển nữ Panama là đội cuối cùng giành vé tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Mới đây, trang Twitter chính thức của FIFA World Cup nữ đã đăng tải hình ảnh 8 cầu thủ đại diện cho 8 đội tuyển lần đầu tham dự World Cup nữ 2023, trong đó có tiền đạo Huỳnh Như của tuyển nữ Việt Nam. Tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ trung bảng với đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 tại Úc và New Zealand. Huỳnh Như sinh năm 1991 tại tỉnh Trà Vinh là tiền đạo hàng đầu của tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Huỳnh Như đã cùng đồng đội lập nhiều chiến tích, nổi bật là giành ngôi vô địch SEA Games 29, 30 và 31, vô địch Đông Nam Á năm 2019. Huỳnh Như gia lập lành FC của Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn có thời hạn 2 năm từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2022, ngay lần đầu xuất ngoại, nhưng thủ quân tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu bùng nổ tại trời Âu. Cụ thể cho tới thời điểm hiện tại, cô gái quê Trà Vinh đã ghi được 6 bàn cùng 3 kiến tạo cho đội bóng Bồ Đào Nha sau 13 trận. Huỳnh Như cũng là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất lành FC. Huỳnh Như vinh dự góp mặt trong đề cử rút gọn danh hiệu quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022 và có cơ hội trở thành nữ cầu thủ đầu tiên 5 lần liên tiếp bước lên bục cao nhất. Huỳnh Như từng đoạt 4 danh hiệu vô phá lưới và nhiều lần là cầu thủ hay nhất giải nữ vô địch quốc gia. Hiện đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn, hơn đàn chị Lưu Ngọc Mai hai bàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối tuần của tạp chí Tiết Thị và Gia Đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!